Thưa quý vị và các bạn, hành lang lộ giới có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp lập lại trật tự an toàn giao thông. Song, việc lấn chiếm, tái chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ đường tỉnh 902 vẫn còn diễn ra. Đường tỉnh 902 có chiều dài khoảng 35 km, mặt lộ nhựa rộng 9 m, kết nối từ thành phố Vĩnh Long đến huyện Vũng Liêm, với lưu lượng người, phương tiện qua lại khá đông. Thời gian qua, các địa phương đã phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân có nhà cặp tuyến đường, hiểu rõ các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, phạm vi bảo vệ hành lang lộ giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp như xây hàng rào, nhà tạm, mái che, bày bán hàng quá, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường tỉnh 902 làm che khuất tầm nhìn của người, phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm để đảm bảo an toàn giao thông. Sở giao thông cũng có nhiều giải pháp để mà chỉ đạo thực hiện cái giải tỏa từ đường 902. Trước nhất là sẽ chỉ đạo cho các phòng ban chuyên môn lập thủ tục để cấm mốc lộ giới, phạm vi giải phóng mặt bằng để làm cơ sở cho quản lý hành lang an toàn giao thông. Chỉ đạo cho trung tâm quản lý sửa chữa công trình giao thông tăng cường cái công tác phân đường, kiểm tra để phát hiện sớm các hành vi vi phạm lấn chiếm để mà xử lý kịp thời. Chỉ đạo cho thanh tra giao thông phối hợp với cái trung tâm quản lý và chính quyền địa phương tăng cường cái việc mà giáo dục rồi cái phổ biến cho cái người dân sống trên cái tuyến cái đường tỉnh 902 hiểu về các cái quy định về cái bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đồng thời cũng kiên quyết xử lý nghiêm những hộ mà lấn chiếm không chịu tháo dỡ để mà lập lại trật tự an toàn giao thông trên đường tỉnh 902.